chúng tôi đến thăm khi gia đình vừa tổ chức mai táng cho chị Võ Thị Vân, sinh năm 1985, trú tại xóm 4, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An được một ngày, trong khi người thân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước cái chết của hai mẹ con. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 ngày 8 tháng 3, chị Vân có dấu hiệu chuyển dạ sinh con nên đã được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu. Tại đây, các bác sĩ đã khám và xét nghiệm máu, nước tiểu cho sản phụ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, theo người nhà của sản phụ Vân thì chị Vân được cho đài chỉ huy. Đến 18 giờ, sản phụ đau bụng dữ dội nhưng chưa sinh con. Đến khoảng 20 giờ 30, sản phụ bị băng huyết, các bác sĩ cấp cứu và đưa đi mổ. Đến 21 giờ, gia đình sản phụ nhận được hung tin, mẹ và con sản phụ đã tử vong. Bức xúc trước cái chết bất thường của sản phụ và thai nhi, từ đêm ngày 8 tháng 3 đến sáng ngày 9 tháng 3, nhiều người thân của sản phụ xấu số đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, yêu cầu phía bệnh viện làm rõ trách nhiệm của các y bác sĩ về cái chết của chị Vân và thai nhi. Cũng theo thông tin từ gia đình, chị Vân sinh lần này là lần thứ hai. Quá trình mang thai, sản phụ và thai nhi đều được theo dõi cẩn thận, sức khỏe ổn định. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi 41 tuần tuổi, nặng 4,3 kg. Sáng ngày 9 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu đã có cuộc đối thoại với gia đình sản phụ Vân, đồng ý sẽ hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình. Sau khi đối thoại, gia đình đã đồng ý đưa thi thể mẹ con sản phụ về làm thủ tục mai táng. Hiện, người nhà nạn nhân vẫn đang tiếp tục truy cứu trách nhiệm trước cái chết đầy oan ức của chị Võ Thị Vân.